Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Trong đây là cái chai mà siêu bung đọt này. Siêu bung đọt, một chai là 500ml, nó pha được khoảng tầm 400 lít nước nhé. Cái chai này thì các anh chị có thể là kết hợp cùng với cái gói combi rong biển, một chai và hai gói, là pha được khoảng tầm 400 lít nhé. Các anh chị có thể phun xịt cho cây sau khi thu hoạch, hoặc là phun xịt để phục hồi cây sau thu hoạch, phục hồi cây, bật chồi, bung đọt, bật những cái cành trên những cái thân cành già để tạo lại cái lớp cành mới cho cái cây trồng của chúng ta nhé. Bung đọt non cực mạnh này, ra đọt trên thân, trên cành già, kéo đọt mạnh, mập khỏe cứng, hạn chế gãy nhánh khi gặp gió lớn này, và nó còn kích thích cái cây mà ăn được nhiều dinh dưỡng và nước lên để nuôi cây, để giúp cho cây mau phục hồi sau khi bị nấm bệnh tấn công, hoặc là sau thu hoạch nhé, hoặc phục hồi những cái cây mà bị suy yếu còi nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.